Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi The Vogue, sản phẩm đã được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua, đã có số doanh thu cao nhất. Với sản phẩm The Vogue, tiệm nail của bạn thu hút hàng ngàn khách hàng nhanh nhất, tiền thiếp thợ được nhân cao nhất đã được chứng minh. Tiệm nail của bạn phải thành công ngay ngày đầu tiên khi bạn sử dụng hệ thống The Vogue Nail Supply. Gia Hưng Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Steven Trans Financial, quý khách muốn mượn tiền để mua nhà hoặc refinance nhưng không có việc làm, không có income, gọi ngay 714-791-2222. Nếu tiền lời không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoan FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Một lần nữa xin chào mừng quý khán giả đến với chương trình Việt Face Today với Trung Tư Lưu và Tyler Diệp. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3 trong tuần, ngày 1 tây tháng 8 năm 2023. Xin kính chào anh Lưu. Xin thân ái kính chào Tyler Diệp và chào tất cả quý khán thính giả của Việt Face thân thương. Hôm nay là ngày đầu tháng, cũng là một ngày mới của tháng 8, thì chúng ta cũng đón một tháng mới nhưng mà cũng sẽ rất là buồn vì vì đầu tháng đó. Hiểu chữ đầu tháng, hai chữ đầu tháng nên nó gắn liền với lại Bill. Bill hả? Đúng rồi. Ở Mỹ mà. Đầu tháng là cứ gì chứ nhớ tới cái bill đầu tiên là vấn đề tiền nhà. Không biết là bà chủ nhà của anh thông thường đầu tháng bà có gõ cửa để mà đòi tiền. 28 tay đã gõ rồi. Thưa quý vị, để bước vào với bản tin trong phần này là tin từ tiểu bang Texas. Khi mà thống đốc tiểu bang này, ông Greg Abbott, vẫn cương quyết không thay đổi chính sách sử dụng lực lượng cảnh sát của tiểu bang để mà tuần tra một số các đường phố ở trong tiểu bang này, chứ không sử dụng hay là không có nhờ cậy vào lực lượng cảnh sát ở tại địa phương. Trong thời gian qua thì các nhân viên của sở cảnh sát trong sở Department of Public Safety, là một sở cảnh sát ở tiểu bang, đã thường xuyên đi tuần tra ở tại các đường phố trong thành phố Austin, dù rằng là thị trưởng của thành phố này chưa chắc là muốn để cho lực lượng cảnh sát tiểu bang đi tuần tra các con đường ở tại địa phương. Nhưng ông Abbott cương quyết cho biết rằng hễ nơi nào có những nguy cơ hay là tỷ lệ phạm tội gia tăng cao đó thì ông sẽ sử dụng lực lượng cảnh sát của tiểu bang, không cần biết rằng là chính quyền địa phương có đồng tình hay là có đồng thuận với cái quyết định này hay không. Wow, coi như là cảnh sát tiểu bang với cảnh sát của địa phương là hai cái thực thể tách biệt. Dạ đúng rồi. Ví dụ như là bây giờ anh ở trong Westminster đi, thì sở cảnh sát Westminster cũng có lực lượng cảnh sát riêng. Nhưng nếu mà vì lý do nào đó, thống đốc tiểu bang California thấy rằng là cái vấn đề mà gọi là tội phạm ở tại Westminster nó không kiểm soát được, thì bây giờ ông điều động lực lượng Highway Patrol xuống để mà tuần tra những con đường phố luôn, thì có thể rằng là tiểu bang có thể làm như vậy, nhưng mà chắc là ông thị trưởng thành phố Austin sẽ không vui, nói rằng nhưng mà cái vấn đề là chúng ta thấy Austin đâu có phải là một thành phố mà đang bị nổi tiếng ở Hoa Kỳ, đang nổi lên thành một cái thành phố mà đang bị khủng hoảng về cái an ninh đâu ha. Làm cái này thì mình thấy hơi căng thẳng quá. Thưa quý vị, trở qua Hồng Kông thì tang lễ riêng thứ hai, tức là trước đây đã làm một cái tang lễ rồi và đây là tang lễ thứ hai dành cho nữ ca sĩ nổi tiếng quá cố Coco Lee của Hồng Kông gốc Hoa Kỳ đã được tổ chức vào sáng thứ ba với gia đình và bạn bè ở Hồng Kông đến viếng lần cuối trước khi hỏa táng. Tang lễ tại một phòng khách ở North Point đã diễn ra sau một buổi cầu nguyện đầy xúc động vào ngày hôm trước khi những người thân thiết với Lee đã tụ tập để tưởng nhớ đến cô trước khi địa điểm mở cửa cho hơn 1.000 người hâm mộ đến thăm viếng. Sau lễ tang hôm thứ ba thì thi thể của Lee sẽ được đưa từ nhà tang lễ Hồng Kông ở North Point để hỏa táng tại nhà hỏa táng Cape Collinson ở Shawan. Gia đình trước đó đã thông báo rằng trong tang lễ sẽ có 8 người khiêng quan tài, bao gồm anh rể Billy Ho, ca sĩ Sandy Chang, hai người bạn thân, đồng chủ tịch của Warner Music Asia là Jonathan Serbin và một trong những người hâm mộ của Lee là Giang Giang. Lee qua đời vào đầu tháng 7 sau một vụ tự tử. Theo gia đình cô cho biết, họ nói rằng cô ấy đã được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm vài năm trước, nhưng tình trạng của cô càng ngày càng xấu đi. Khi chiếc xe tang màu đen bắt đầu di chuyển, đánh dấu chặng cuối cùng của lễ tang kéo dài 2 ngày, tiếng hò reo cổ vũ của hàng trăm người hâm mộ tụ tập bên kia đường đồng loạt cất lên. Bạn bè và gia đình tham dự buổi lễ cũng đã lên xe đến nhà hỏa táng Cape Collinson
điểm dừng chân cuối cùng của đám một cô của đám tang. Người ta nghe thấy những tiếng nức nở khi quan tài của Lee được đặt vào vị trí cửa lò của nhà hỏa táng. Vậy là một ngôi sao sẽ đi vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta cũng biết rằng cô này đã làm giám khảo trong nhiều cuộc thi tại Hồng Kông, giống như là của Trung Quốc, giống như là China Idol, vân vân. Thưa quý vị, thống đốc của tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis đang muốn lôi kéo phó tổng thống Kamala Harris vào cuộc trong cái vấn đề mà gây tranh cãi về vấn đề giáo dục ở tại tiểu bang Florida. Chắc quý vị cũng có thể được nghe đến trong thời gian qua, một số người đã phê bình rằng là cái chương trình giảng dạy lịch sử của người phi châu ở tại Florida bị một số người lên án, cho rằng là những người phi châu trước đây từng làm nô lệ tại tiểu bang Florida có thể đã tích lũy được một số cái vấn đề, cái skills, là cái sở trường nào đó trong lúc mà họ làm nô lệ. Thì khi mà cái phần mà giảng dạy này, cái giáo trình này được đưa ra đó, ngay lập tức nhiều người đã lên án cái giáo trình này, cho rằng là khi mà những người phi châu bị buộc làm nô lệ, họ không có được tích lũy hay gặt hái được bất kỳ những cái gì mà gọi là có lợi cả, thì tại sao mà bây giờ giảng dạy rằng là khi mà họ làm nô lệ, họ cũng đã tích lũy được, hay là họ đã học được một số các nghề nghiệp hay là một số các ngành nghề mà nó có lợi cho đời sống của họ. Thì ông Ron DeSantis bị nhiều người phê bình về cái giáo trình này, ngay kể cả bà Kamala Harris cũng đã lên tiếng về cái vụ này. Thì bây giờ ông Ron DeSantis đã chính thức gửi thư mời phó tổng thống Kamala Harris đến tiểu bang Florida để mà tranh luận với ông về những chương trình giảng dạy lịch sử của người da đen hay là người phi châu trong tiểu bang Florida. Và hai người có gặp nhau không? Ông mời thôi, nhưng mà chưa chắc là bà nhận lời. Anh tôi thấy cái hình trên đây tưởng là nhận lời, đang tranh luận chứ. Đó cũng là một tranh luận lý thú. Thưa quý vị, chuyển qua California thì chúng tôi đang gặp những vụ cháy rất là lớn. Nhà chức trách cho biết một cái đám cháy lớn ngoài tầm kiểm soát đang bùng cháy khắp cả California và Nevada, tạo ra những cơn lốc lửa và đặt các nhân viên cứu hỏa vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Ngọn lửa được mệnh danh là đám cháy York đã thiêu rụi 77.000 mẫu anh và chưa được chế ngự chút nào vào tối thứ hai. Ngọn lửa đã bắt đầu vào thứ sáu tại khu bảo tồn quốc gia là Mojave của dãy núi New York thuộc California và vượt qua các ranh giới của tiểu bang Nevada vào chủ nhật khi gió nổi lên dưới nhiệt độ thiêu đốt. Trận hỏa hoạn này nằm trong số hàng chục đám cháy rừng đang bùng cháy trên khắp quốc gia, khi một số khu vực ngột ngạt dưới sức nóng không ngừng, bao gồm một đám cháy đang hoành hành ở cả hai bên biên giới Hoa Kỳ và Canada. Các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa đã nhìn thấy những cơn lốc lửa, phải gọi là một vòng xoáy lửa và khói hình thành khi sức nóng dữ dội và gió hỗn loạn kết hợp với nhau, tạo ra một cột lửa quay tròn. Khu bảo tồn quốc gia Mojave cho biết hôm Chủ nhật, khi không khí bị đốt nóng bởi lửa bốc lên, không khí lạnh sẽ lao vào thế chỗ của nó, tạo ra một vòng xoáy xoay tròn bốc lên từ ngọn lửa và mang theo khói mảnh vụn cũng như ngọn lửa bay lên cao. Trong một số trường hợp còn được gọi là lốc xoáy lửa. Các cơn lốc lửa có thể thay đổi hướng đột ngột, khiến chúng trở nên khó đoán và khó dự đoán. Các viên chức của dịch vụ công viên cho biết xoáy lửa lớn có thể có cường độ như lốc xoáy. Vào năm 2018, vụ cháy Card bên ngoài Redding, California đã tạo ra một cơn lốc lửa có sức tàn phá khủng khiếp, đến mức giết chết 8 người và san phẳng một số ngôi nhà. Ngọn lửa chết người có sức gió trên 140 dặm giờ, tương đương với cơn lốc xoáy EF3 hoặc cơn lốc xoáy dữ dội thứ 3 trên thang EF. Các đội đang chống lại đám cháy York đang phải đối mặt với nhiệt độ duy trì trên 100 độ, gây khó khăn cho lính cứu hỏa rất là nhiều. Những người này càng phụ thuộc vào các nguồn lực hỗ trợ chữa cháy từ trên không. Wow, một cái lốc xoáy lửa mà nó đi tới 140 dặm một giờ. Wow, như là một cái trận bão cấp 3. Dễ sợ. Trung Quốc vừa mới đưa ra một chính sách mới cho biết rằng là các công ty công nghệ của quốc gia này có đến thời hạn là ngày 15 tây tháng 8 để mà tuân thủ theo những quy định mới, khi mà các công ty công nghệ ở Trung Quốc đang trong đà phát minh ra những hệ thống trí tuệ nhân tạo mới. Trung Quốc đang muốn đi trước bằng cách rằng là đưa ra những cái luật lệ
để mà điều chỉnh cũng như là kiểm soát chứ không phải là giới hạn các hệ thống trí tuệ nhân tạo được nghiên cứu cũng như là phát minh như thế nào ở tại Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không đi vào vấn đề những chi tiết là những cái điều khoản mới đó là gì, thì nó sẽ giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát một cách chặt chẽ hơn hệ thống trí tuệ nhân tạo khi mà đang được nghiên cứu và phát triển tại quốc gia này. Thưa quý vị, một cuộc khảo sát về cơ hội việc làm và doanh thu lao động cho tháng 6 được công bố vào hôm thứ Ba lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông của Hoa Kỳ. Các nhà kinh tế dự đoán khoảng 200.000 việc làm đã được tạo ra vào tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự tính sẽ duy trì ở mức 3,6%. Đối với nền kinh tế nói chung, một số nhà phân tích đang bắt đầu nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm tiền tệ. Nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay có thể không phải đang chạy trên đường xa lộ, nhưng nó đang duy trì một tốc độ phát triển tốt. Một số nhà kinh tế thực sự nghĩ rằng một sự chậm lại theo chu kỳ mà không có suy thoái trên thực tế có thể xảy ra. Trong số những lý do cho sự lạc quan này, dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động tuần trước cho thấy rằng nền kinh tế đang hạ nhiệt nhưng vẫn có khả năng phục hồi. Tổng sản phẩm quốc hội của Hoa Kỳ, quốc nội của Hoa Kỳ theo thuật ngữ thông thường để cho biết chỉ số kinh tế của một quốc gia cũng đang tăng nhanh hơn dự tính từ tháng 4 cho đến tháng 6. Mặt khác, lạm phát vẫn cao hơn dự trữ liên bang muốn và vẫn có khả năng một đợt tăng lãi suất khác có thể xảy ra vào tháng 9. Nói cách khác là mối đe dọa về suy thoái kinh tế vẫn còn, nhưng hiện tại dường như nguy cơ này đã giảm đi một nửa. Cục Thống kê Lao động dự tính sẽ công bố một bản báo cáo việc làm tháng 6 vào thứ 6 tuần này. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc là lực lượng vệ binh quốc gia, ngay kể cả từ tiểu bang West Virginia, sẽ trên đường đi đến Texas vào ngày mai để mà hỗ trợ cho lực lượng vệ binh quốc gia ở tại Texas kiểm soát vấn đề biên giới ở tại miền nam của nước này. Quý vị sẽ thấy đây là cái nghi lễ mà gọi là cởi binh từ West Virginia, khi mà West Virginia cũng sẽ cử khoảng 53 thành viên trong lực lượng vệ binh quốc gia từ tiểu bang West Virginia tới Texas trong một sứ mạng cũng có thể kéo dài khoảng chừng một tháng. Chắc bản tin vừa rồi quý vị cũng nhớ rằng là Oklahoma cũng đã triển khai khoảng 50 thành viên trong lực lượng vệ binh quốc gia hay là National Guard tới Texas. Thì bây giờ West Virginia cũng làm những chuyện tương tự như vậy khi mà họ sẽ có mặt ở tại dòng sông Rio Grande để mà giúp kiểm soát những khe hở trong biên giới phía nam giữa Texas và Mexico như thế nào trong vòng 30 ngày tới. Xin trở lại với lại anh Lưu. Mình có một cái thắc mắc nha Tyler. Ở Texas là ông thống đốc rất là khó về cái chuyện mà về người nhập cư lậu đó. Nhưng mà tại sao ở Texas lại cái tỷ lệ mà người nhập cư lậu qua là hình như là nó nhiều hơn cả California luôn phải không? Tại vì cái cửa khẩu đó dễ cho người ta tràn vào, cái đường biên giới nó rất là lớn. Anh thấy là New Mexico cũng có đúng không? Nhưng mà New Mexico đó, khi mà anh, nếu mà anh là người di dân đi, anh từ Mexico mà anh nhìn cái đường biên giới về New Mexico đó, anh thấy là một cái bãi sa mạc mà là nó rộng lớn. Wow. Anh có đi qua biên giới được, nhưng mà anh sẽ không có mạng để mà vượt qua được cái bãi sa mạc đó. Còn Texas thì dù sao rằng là nó còn có những cái thành phố ngay biên giới, ngay dòng sông luôn, ngay dòng sông luôn để mà anh còn bây giờ anh còn lết qua được. Thưa quý vị, qua một bản tin của Miến Điện thì nhà cầm quyền quân sự ở Miến Điện đã ân xá cho nhà lãnh đạo bị giam giữ là Aung San Suu Kyi vì tội danh mà bà đã bị kết án. Tuy nhiên, bà vẫn phải đối mặt với các bản án vì 14 tội danh khác. Các nguồn tin cho biết các tội danh được ân xá bao gồm tội phỉ báng, luật thiên tai, luật xuất nhập khẩu và luật viễn thông. Lệnh ân xá đưa ra khi tòa án tối cao của Miến Điện chuẩn bị xét xử các kháng cáo của bà Suu Kyi chống lại các bản án của bà trong 2 tuần tới. Bà phủ nhận tất cả các cáo buộc phải đối mặt và nói rằng chúng có động cơ chính trị. Phát ngôn viên quân đội Miến Điện là Yeo Min Tun cho biết án tù của bà Aung San Suu Kyi sẽ được giảm xuống 6 năm. Ông nói với giới truyền thông hôm thứ Ba không rõ bà sẽ hiện tại phải ngồi tù thêm bao nhiêu năm nữa. Hãng tin CNN trước đó đã nói chuyện với một nguồn tin có kiến thức trực tiếp về vụ án. Người này cho biết bản án của bà đã được giảm xuống 9 năm vào thứ Ba và rằng đã có những sự giảm bớt trước đó về thời gian bà sẽ phải thụ án. Nhà lãnh đạo được bầu qua một cuộc bầu cử dân chủ của phe đối lập trước nhiều thập niên cai trị của quân đội đã lãnh đạo Miến Điện trong 6 năm.
trước khi bị lật đổ, và vì bạo lực vào đầu năm 2021. Từ đó cho đến nay thì Miến Điện đã rơi vào hỗn loạn. Và thưa quý vị, sau đây là hình ảnh của các lực lượng tướng lĩnh của Nga đến thị sát mặt trận phía đông của tại Ukraine, khi mà các tướng lĩnh tới đây để mà thị sát vấn đề tiền tuyến đang hoạt động như thế nào, cũng như là đến cái khu vực mà Zaporizhia, nơi mà có nhà máy nguyên tử hạt nhân ở đây. Đây là quý vị đang thấy là tổng tư lệnh của quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov, đã đến cái khu vực này để mà coi như là thăm hỏi và cũng như thị sát tình hình ở tại chiến trường như thế nào. Thưa quý vị, một bản tin này cũng rất là kinh hoàng. Đó là một cựu nhân viên chăm sóc trẻ em ở Úc đã bị buộc tội lạm dụng tình dục tới 91 trẻ em, trong một vụ việc được mô tả là một trong những vụ lạm dụng tình dục trẻ em tồi tệ nhất trong lịch sử của Úc Châu. Người đàn ông 45 tuổi đã bị buộc tội với 1.623 tội danh riêng biệt, bao gồm 136 tội hiếp dâm, 110 tội giao cấu với trẻ dưới 10 tuổi và 613 tội sản xuất tài liệu bóc lột trẻ em. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết hôm thứ Ba, cảnh sát cho biết các tội bị cáo buộc đã được thực hiện tại 12 trung tâm chăm sóc trẻ em khác nhau ở Sydney, Brisbane và kể cả ở ngoại quốc từ năm 2007 cho đến 2022. Người đàn ông mà cảnh sát cho biết đã vượt qua các cuộc kiểm tra lý lịch cần thiết cho công việc của anh ta, được cho là đã ghi lại cảnh hắn ta lạm dụng các nạn nhân của mình, tất cả đều là những bé gái chưa đến tuổi dậy thì. Cảnh sát cho biết họ tin rằng tất cả 87 trẻ em Úc được ghi trong tài liệu bóc lột trẻ em đã được xác định danh tính, và nhà chức trách đang làm việc với các đối tác quốc tế để xác định danh tính của 4 trẻ em khác đã bị lạm dụng ở ngoại quốc. Các nhà điều tra đã tìm kiếm người đàn ông kể từ khi họ khám phá ra một bộ sưu tập các hình ảnh và video khai thác trẻ em lưu hành trên các mạng khiêu dâm vào năm 2014. Người đàn ông bị buộc tội đến từ Gold Coast ở Queensland đã bị giam giữ kể từ khi hắn ta bị bắt và bị buộc tội một số tội bóc lột trẻ em vào tháng 8 năm 2022. Người đàn ông giấu tên, dự tính sẽ ra hầu tòa sơ thẩm tại Brisbane vào ngày 21 tháng 8 tới đây. Trợ lý ủy viên cảnh sát của bang New South Wales là Michael Frischigro đã mô tả vụ án là một trong những vụ lạm dụng trẻ em khủng khiếp nhất mà các thám tử của chúng tôi từng chứng kiến. Quá kinh khủng ha. Dạ. Là trẻ em dưới 10 tuổi mới ghê chứ. Trở lại với những thông tin liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump, thì trong ngày hôm qua, khi mà các ứng cử viên liên bang, bao gồm luôn kể cả ông Trump, đã đưa ra những bản khai báo tài chính cho tháng này, thấy rằng là từ đầu năm tới nay, có nghĩa là từ tháng Giêng cho đến cuối tháng 6, tất cả các ủy ban vận động gây quỹ của ông Trump đã xin vào được 53 triệu trong 6 tháng đầu tiên của năm nay. Tuy nhiên, cái tỷ lệ mà các ủy ban gây quỹ do ông Trump điều hành hay là kiểm soát đó đã chi ra rất nhiều tiền cho các chi phí pháp lý của ông Trump, tối thiểu là 40 triệu Mỹ Kim đã được chi trả trong những vấn đề pháp lý. Thì những chi tiết rằng là cái ủy ban tranh cử nào chuyển tiền cho ủy ban tranh cử nào và cái tiền đó nó đã được sử dụng cho vấn đề pháp lý như sao đó thì chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng mà nói chung rằng là nhiều nhà quan sát đều nhận định rằng là ông Trump là một cái người rất giỏi gây quỹ, không phải là gây quỹ từ những tài phiệt mà gây quỹ từ những cử tri bình thường mà họ có thể góp là như là 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng cho ban tranh cử của ông Trump, mà mỗi tuần hay là mỗi tháng họ đều góp vào. Và không biết rằng là họ biết hay là họ không biết, nhưng cái phần lớn của những số tiền mà họ quyên góp vào hiện nay người ta cho rằng là đang trả cho luật sư nhiều hơn là trả cho những chiến dịch tranh cử. Tại vì ông Trump hiện nay đang bị bao vây bởi từ 4 tới 5 cái vụ mà gọi là điều tra liên quan các luật lệ hình sự. Thì người ta cho rằng là ông Trump đang tiêu hao rất nhiều tiền bạc. Trong khi đó, chúng ta còn đến 5 tháng nữa thì tiểu bang Iowa mới đi bỏ phiếu. Mà cái vấn đề pháp lý của ông đang khiến cho ông đang đốt một cái lượng tiền rất là lớn cho các chi phí pháp lý trả tiền cho các luật sư.
5 tháng nữa là tại Iowa chỉ là cuộc bỏ phiếu giữa nội bộ đảng Cộng Hòa. Dạ vâng. Dạ. Thưa quý vị, một nhân viên tuần tra biên giới Hoa Kỳ làm việc tại một trung tâm thanh lọc ở El Paso, Texas đã bị truy tố vào tuần trước với nhiều tội danh liên bang, bao gồm hối lộ và buôn lậu người ngoại quốc, sau khi ông ta bị cáo buộc là cung cấp cho một người di dân bất hợp pháp lợi ích nhập cư để đổi lấy 5.000 Mỹ Kim. Theo các tài liệu tòa án, các cáo buộc chống lại đặc vụ Fernando Castillo được đưa ra khoảng một tháng sau khi ông ta bị bắt, vì các nhà điều tra thu thập được nhiều bằng chứng nhờ sự hợp tác của di dân. Trong một bản khai hữu thể về nguyên nhân có thể ủng hộ lệnh bắt giữ của Castillo, người di cư giấu tên được xác định là nạn nhân là người Mexico và El Salvador và không có tiền sử phạm tội. Người này nói rằng người di cư đã gặp cơ quan di trú Hoa Kỳ 2 lần nhưng không có cáo buộc nào được đưa ra. Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi di dân thông báo cho các nhân viên tuần tra biên giới về các hành động bị cáo buộc của Castillo. Người di cư này dự tính sẽ được đưa trở lại Mexico, đã nói với các nhà điều tra rằng Castillo tình nguyện chở họ đến cảng nhập cảnh ở El Paso để hồi hương. Theo bản khai cho biết, Castillo đã bị cáo buộc đã dừng lại trên đường đi và nói với người di cư rằng anh ta có thể lấy cho họ giấy tờ nhập cư với giá 5.000 Mỹ Kim. Castillo nói rằng một khi người di cư được vào Hoa Kỳ, hồ sơ sẽ không còn xuất hiện trong bất kỳ hệ thống nào. Sau vài ngày, người di cư về cơ bản có thể được tự do ở lại Hoa Kỳ. Các cơ quan điều tra bao gồm FBI và lực lượng đặc nhiệm chống tham nhũng công cộng của Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, cũng như Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Nội an cho biết. Và thưa quý vị, với bản tin này chúng tôi xin chấm dứt chương trình ngày 1 tháng 8 đầu tháng. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Chúc quý vị có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Chương trình VietFix Today được bảo trợ bởi VVogue, sản phẩm đã được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua, đã có số doanh thu cao nhất. Với sản phẩm VVogue, tiệm nail của bạn thu hút hàng ngàn khách hàng nhanh nhất, tiền thiếp thợ được nhân cao nhất đã được chứng minh. Tiệm nail của bạn phải thành công ngay ngày đầu tiên khi bạn sử dụng hệ thống VVogue Nail Supply. Yahung Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Steven Trans Financial, quý khách muốn mượn tiền để mua nhà hoặc refinance nhưng không có việc làm, không có income, gọi ngay 714-791-2222. Nếu tiền lời không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. VVogue, sản phẩm đã được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua, đã có số doanh thu cao nhất. Vivo, sản phẩm nổi tiếng 5 sao Organic Callus Treatment Made in USA, làm láng mịn những gót chai khô, chai nước trầm trọng nhất. Vivo 5 sao Wax Made in USA, wax không đau, không đỏ da. Gel X, Bio Gel và Natural Builder Gel, không hóa chất độc hại, giúp làm dày lên những móng tay đã bị yếu và mỏng. Vivo Dip Acrylic Gel Nail, với hơn 3.600 màu rực rỡ nhất cho 4 mùa. Tất cả các sản phẩm Vivo bảo vệ tối đa sức khỏe của bạn và khách hàng. Vivo, sản phẩm nổi tiếng 5 sao Organic. Liên lạc 855-775-7796. 855-775-7796. Bạn đang cần chiếc loa karaoke nhỏ gọn, mạnh mẽ, giá rẻ, thiết kế cực đẹp và có thể mang đi khắp nơi với pin tích hợp. Loa karaoke sách tay Tamon S1 chính là lựa chọn của bạn. Công suất 2000W max, 3 đường tiếng, 2 microphone, pin siêu bền bỉ, có thể thâu giọng hát của bạn, echo reverb cực hay. Nhiều cổng kết nối như HDMI, Bluetooth, USB. Tamon S1 đang có giá ưu đãi rất tốt cho khách hàng Việt Face TV. Chỉ với 799 đồng, bạn sở hữu chiếc loa All-in-One cao cấp nhất hiện nay, nhiều màu sắc lựa chọn. Giá hơn và cung cấp thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. 407-704-6970. Quý khách đang ở đâu? Chúng tôi ở miền Nam California, nhưng chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên 45 tiểu bang toàn đất nước Hoa Kỳ. Quý vị có thể mua nhà hoặc refinance với chương trình thật đặc biệt. No income, no tax return, even no job. Tiền lời và tiền lệ phí rẻ nhất ở miền Nam California. Chỉ cần quý vị gọi ngay 714-791-2222. Tiền lời rẻ nhất chắc chắn là rẻ nhất, bởi vì không rẻ nhất không phải là Steven Trần. Tam
Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoan đã tạo ra mỹ phẩm dùng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Dạ, căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám lên mũi xài đi, mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra rất là căng, chị rất là thích, con không phải đi mổ nữa. Đúng rồi, một viên một bông đào nhức cái gì nữa. Không cần trồng đỡ nữa, cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. D1 will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.